lắm rồi nhỉ. Có đi đứng, có đi đứng bác thì có, rồi đứng bác á, rồi cái chú Quang Thiện nói cô là tu giả không phải tu thật, cái rồi anh giả, Lời Trần Thiện dạ. Và cái nói không phải đâu cô, chú ơi chú không cho nói, cho nói cô giả không phải cô thật, cái nói, thôi bây giờ cái sự hiểu lầm rồi, chú nói thôi đừng nên nói nữa, chú cũng ấy. Tới ngã ba Tri An rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vẹo vô chỗ sông Mây nha, để gặp sư cô Hiền Thụy Hiền. Tôi sẽ chào các bạn đã quay lại với kênh channel của mình. Hôm nay mình sẽ đi tới tịch thất của cô sư cô Hiếu Thụy Hiếu để mình sẽ ghi nhận và giúp đỡ cô nha. Bây giờ mình sẽ đi vào tịch thất của cô. Mình đang tới ở khu công nghiệp sông Mây rồi nè các bạn. Giờ mình không biết tìm chỗ tịch thất cô như thế nào, nhưng mà mình sẽ hỏi người dân xung quanh đây xem như thế nào. Xin chào các bạn, bây giờ mình đang đứng ở khu công nghiệp sông Mây và mình đang đợi sư cô Huệ Hiếu tới để dẫn mình vào tịch thất nha. Bây giờ mình đã liên hệ được cô rồi. Đây là tỉnh lộ 767 nha các bạn. Và đông người đến rồi mới tôn giáo giúp đỡ cho lên cái tịnh thất. Dạ. Khoảng nếu mà đông, nếu mà đông khoảng bao nhiêu người được? À ừ. con để dép bên ngoài. Dạ. 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 Mang đi, dạ con để ở đây. Mang dép lên chú mang. Dạ thôi con đi bộ. Ừ. Dạ. Nói chung là còn nhiều đồ chưa có dọn đúng không? Dạ. Dạ. Mình xây dựng ở này bao lâu rồi cô? Đây cũng được 5 năm. À 5 năm. À 5 năm mà vẫn chưa xong như thế này hả cô? Dạ. Lúc bị tai nạn thì tùm lum mất á. À cô bị xây, cô bị tai nạn hay sao cô? Cũng tai nạn đây thì học không đến nổi mà tai nạn xe tải. À tai nạn xe ô xe tải tông mất cô. Dạ. Xe tải 2 lần. Ồ 2 lần dạ. Là lúc từ lúc con chạy lên đây còn thấy xe tải nhiều lắm. Dạ. Dạ, nếu mà đi ngoài đường vậy rất là nguy hiểm. Dạ. Dạ. À, như cô đang thỉnh mấy cái vị Phật để ăn vị ở đây đúng không cô? Dạ đúng rồi. Dạ. Còn bây giờ thì hình như đã xong mà còn chỉ còn nội thất nữa không? Chỉ còn. Nói chung thì. À. Với mấy cô Phật tử cũng nói là mình cúng cúng tượng thì có người cúng rồi. Cổ nói thôi bây giờ cứ ăn vị Phật đi cho có chỗ Phật tử nó đến đừng ngày Tết trong Tết để lại với người dân ở đây là cũng yêu cầu để cho hoàn tất ta đi lại đây là lễ Phật là lễ bái ở đây là không có chùa ở tầng là nhà thờ không xung quanh đây không có chùa hả? Xung quanh đây không có chùa. Yeah. Nếu mà có chùa thì tuốt ở trên thiền ở chỗ đồi Lễ Giang á chùa thiền viện Phước Sơn thì nó xa lắm, thì ở khu vực này là tầng nhà thờ không mà. Thì dân ta cũng muốn ở đây có cái tịnh thất có chỗ để là cúng bái để lại rồi. Ở đây Phật tử cũng đông đúng không? Đây cũng Phật tử cái sớm này cũng là có cái chung cư với có công nhân ở ngoài công ty á. Cũng mấy em rồi cũng có hỏi mà nó chưa cứ hoàn thành.
Thì chưa, trước mắt cô hết có những cái khó khăn gì để dạ, mọi người? Chú đây hồi trước á, thì cô bán đất ở dưới quê á, với dạ, tiền của gia đình dạ, rồi bán cũng được mười mấy công rồi cái mới xe mua đất, mà mua đất lâu lắm rồi, với bán đất người ta trả góp dạ, trả góp lần lần cái xây dựng cái vừa rồi còn số tính đi cẩn mà cái thỉnh tượng Phật đồ, cái xây qua bà chị bị tai nạn nặng nữa dạ, nên lúc này bị trước bà chị mới vừa bị sao à, bị cũng tốn tiền nhiều lắm, rồi cái ngưng cái sao cái tài chánh nó eo hẹp, rồi cô có đi đứng bác, cô mở khoác cho mát coi chứ hơi nóng vậy, có đi đứng bác thì có, rồi đứng bác á, rồi cái chú Quan Thiện nói cô là tu giả không phải tu thật. À, anh Lôi Thân Thiện dạ. Và cái nói không phải đâu cô, chú ơi, chú dạ, không cho nói, cho nói cô giả dạ, chứ không phải cô thật, thế thôi. Dạ. Bây giờ cái sự hiểu lầm rồi, chú nói thôi đừng nên nói nữa, chú dạ, cũng ấy, chú nói để chú sợ nhiều khi nói mà cộng đồng nhiều quá, thì chú cũng đăng lên mạng đó thì dạ, bao nhiêu người ta biết rồi. Dạ, bây giờ thì cũng có cái cũng... cả nhiều rất là nhiều người biết dạ, biết về cô rồi dạ. Dạ đúng. Cũng mọi người cũng biết về hoàn cảnh để dạ, hằng giúp đỡ cô dạ, dạ. Thì cô cũng có nuôi chú Tiểu nữa à, một, dạ, à chú Tiểu dạ, chú Tiểu ăn học mà chú học cũng giỏi lắm dạ, dạ. Chú đang học ở cấp ở, chú học bán chú ở bán chú dạ, dạ. Là ở đây khoảng bao nhiêu người cô dạ, mấy cô đang học viện cũng một cô vừa học mới vừa ra trường về dạ, rồi có cô cũng đi tới lui nữa thì tính ra cũng hiện giờ cũng được 4 năm cô. Dạ 4 năm cô dạ, dạ. Với lại chú Tiểu nữa dạ, à, khoảng 5 người cô. Dạ. Dạ 4 năm người dạ. Rồi đôi lúc đó cần có thì mấy cho mấy sư cô có tiền đi học hoặc là đi đổ xăng dạ, rồi học hành thì nó cũng kém. Đôi dạ, lúc mấy cô cũng bệnh, mấy cô cũng đau nữa. Dạ. Dạ. Thường thì các cô có chi phí trang trải thì cô như thế nào? Dạ. Giá tỷ có thì cũng giúp đỡ cho mấy cô. Giá tỷ dạ, hồi xưa mình hồi xưa thì cô bệnh, cô đau à, chứ dạ, cô làm việc chùa về té chấn thương sọ não, rồi học nửa chừng cũng ngưng rồi dạ, bây giờ nếu mà mấy cô có thì mấy cô đã ăn học thì cô sẵn sàng cho mấy cô ăn học dạ, dạ, tiền trợ giúp cho mấy cô ăn học để cho tới nơi tới chốn dạ, dạ. Mình thỉnh ba vị về tượng Phật không con bao người ba vị Phật à, Tam Thế Chí Tam Thế Chí dạ, dạ con biết Tam Thế Chí thì, dạ, Quan Âm dạ, nếu mà làm sợ mình mấy vị kia mà nó sợ nặng quá thì bắt buộc phải để dưới dạ, dạ, sợ ở đây chịu không nổi thì nó nặng quá dạ, tại vì dạ, tượng tới 1.5 mét rồi cao 1.5 mét dạ, dạ, chiều cao 1.5 mét rồi bộ đá bộ đồ luôn dạ. Lúc đầu thì tính chỉ có 1.1 mét thôi, rồi cái chú Phật tử chú nói 1.1 mét nhỏ lắm dạ, từ phải 1.5 mét hoặc là 1.8 mét dạ, dạ nó thôi 1.5 mét à, cô đặt từ tới quận 9 chạy lên ở chị An nữa mà sông Mây nè dạ đúng còn rồi, xa dạ, ở gần đây không có, con ở đây không dạ, thấy ở đó Phật tử người ta cho mình có nhiêu đưa nhiêu à, từ dạ, từ cái à, gì dạ, người ta cũng dễ giải cho mình dạ, dạ. Con thấy còn nhiều cái mà dạ, mình chưa làm dạ, còn nhiều con dạ, thấy rất còn nhiều chỉ dạ, về phần thô thì đất dạ, lót sàn xung quanh thì dạ, tưởng còn rất là nhiều dạ, đúng rồi thu phí dạ, rất còn tốn kém nhiều lắm mà cũng không có người để giúp hết con dạ, 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 chỉ có cô ở đây dạ, cô làm mới ra đi bướng bác à, đứng dạ, bác có đôi lúc cái đứng ra bác, mua dạ, đứng bác cái có chút đỉnh thì mua xi măng bây dạ, giờ mua xi măng cái nhiều khi cho thiếu 2-3 tháng có à, khi dạ, là 3-4 tháng có thì ra trả còn không có thì chú nhắc nó cô ơi cô có tiền nhật tư nó dạ cô biết cái trường hợp cô có đưa ra dạ, chú cũng dễ nữa dạ, chú ơi xưng định á dạ, tiền nhật tư xưng định là cái con ông mấy này là mấy cô tự làm à, tự làm cổng gập hoặc là cắt cái cửa cổng dưới là cô tự hàng á à, cửa cổng ở dưới hồi nãy con dạ, mới chạy vô thấy dạ, dạ cái cửa hàng, cổng đó cô tự hàng luôn dạ, lúc đầu cô mua cái máy hàng và cái cô không biết hàng cô tập hàng cái à, sao cái hai con mắt không thấy được luôn dạ, cài mắt nó nổ chồng mắt có mấy ngày dạ, sau cái bớt rồi cô phải bắt trước làm sao dạ, cho được
được cái hàng than, hàng này hàng kia, hàng cửa hàng đồ tùm lum á. Dạ. Rồi hàng rồi mới cắt rồi một mình làm cô làm hết luôn. Dạ, dạ làm hết con thấy như cái cũng dạ. không dạ, có ai có, mà làm được dễ giống vậy đâu. Dạ, đây có dạ. cái máy trộn nữa, ở đây cũng có dàn giáo, dàn chéo rồi là dạ. mua luôn với cái máy trộn nó nằm ở đây luôn, máy trộn tự trộn luôn, cái trộn đổ bê tông hay đổ này kia nữa, có cái máy bê tông trộn đây nữa. Cái đó là máy trộn nhà mua dạ. luôn, lúc đó mua cái máy mới, mua lúc đó là 6 triệu mấy một cái máy mới, mà tính ra mướn một cái máy một ngày nó có 100 ngàn một tháng. Có rất mấy cô mướn của dạ mua dạ. À, mua nó nợ hơn à, tại dạ. tính ra mướn một ngày 100 ngàn một tháng hết 3 triệu bạc rồi dạ. mà trong khi một cái máy mới có 6 triệu mua mấy à dạ. một cái máy mới mình xài suốt luôn 5-6 năm nay dạ. thì nó nợ hơn nhiều dạ. Thấy xung quanh cũng thưa thớt, nhà thưa thớt dạ. luôn dạ. Nó nhờ còn cái xóm dưới kia nữa à, dạ. ở dưới kia nó có cái dãy, với mình này nó có cái dãy đường bên kia à, nữa dạ. sao cô biết cái khu này khu mới không à, sao cô biết cái chỗ vị trí này để cô tại lúc trước đó là cô định như là định lúc mà thôi nói mình tu mình không có làm gì ra tiền, thôi mình kiếm chỗ nào có cái công nhân đông đông á thì dạ. mình coi có mình cắt cái nhà trọ hoặc là làm cái nhà yến à, cái dạ. có cái mình sinh hoạt mình ăn mình tu, cái sư cô đó học viện của nó thôi không có làm nhà trọ đâu, thôi dạ. bây giờ mình xây cái tịnh thất hoặc để cho mấy cô ở tu, để mình người tu mình có mấy huynh đệ nào lớn tuổi hoặc khi ở chùa cái bệnh đau rồi mấy cô tự về đây ở, thì đây cũng sẵn sàng để cho mấy cô ở, thì có nhiều cô đến lắm. Dạ dạ. Dạ. Thường thì cũng có nhiều sư cô tới cũng đến đây để dạ dạ và có cô thì cũng ở học viện vừa rồi mới vừa ra trường dạ còn dạ. cô thì đang học viện nữa dạ dạ có sư cô cũng đang định về ở nữa, nay mấy cô cứ về đây, Hiếu từ hoàn cảnh đã khó khăn, nếu mà cũng bán đất bán nhà bán đồ dưới quê với tiền gia đình đem lên, nếu mà có thì mấy huynh đệ cứ có mình ở mình tu thì có ai cúng thì huynh đệ mình cùng nhau có phước thì có quả thì cùng hưởng, có phước thì cùng chia yeah. thì chia sống nhau, mình chị em huynh đệ mình tu hành yeah. mình ăn mình tu để cho nó với tụng kinh bái sám với cầu an cầu siêu cho đàn nhà tinh thí dạ dạ biết rằng là mình là người tu mà mình làm mà nếu mà mình mượn cái đạo mà mình làm không đúng á thì yeah. cái y của tỳ kheo mà chảy trên mặt nước á yeah. mà 4 vị tỳ kheo đè lên cái y nó không có chìm, chỉ có 4 hột cơm mà búng lên 4 góc á thì cái y nó mới chìm à. Thì cô đó thấy là một rất là có hột cơm của đàn na với nhận đồng tiền của đàn na nó rất là nặng lắm, mình ăn sao mình tu cho nó xứng đáng với cái của hột cơm của đàn na tính khí yeah. chứ không dám làm bậy yeah. làm bậy sao mang tội lắm dạ yeah. yeah. đó là mong cầu đó là nhỏ cô ở chùa cũng bị đờ, bị quánh, bị đập, rồi té chấn thương sọ não luôn nữa, dạ. mê man luôn, bất tỉnh dạ. luôn, rồi chở đi bệnh viện Chợ Rẫy, rồi làm quá làm cái thiếu ăn á, lao lực, bị dạ. mổ nữa, mổ ngay dưới vết, còn có dấu mổ luôn. Dạ. Dạ. Hồi nhỏ cô ở chùa cũng làm ghê lắm, dạ. cũng tụng kinh bái sám ở chùa tràng là hình như là bắt cô làm nhiều hơn, thì sao mình bệnh hoạn á, dạ. rồi thôi cái bà chị chú Sáu á, bà bị ông cậu ông chết rồi cái nghỉ đi học luôn, nghỉ học cái ra mướn cái bi ót á thì cũng có đi làm bệnh yeah. làm bệnh cái lúc đó cũng cái lúc đó làm bệnh cái Phật tử nói cô ơi con làm bệnh từ đây tới Châu Đốc á là một đi gì còn đi còn về con tới 520 ngàn à, mà yeah. làm không có khỏe mà con làm sư cô đây là con hết con nhẹ lắm yeah. làm cho cổ mình mua đồ cho cổ rồi á thì khoảng 20 ngàn cổ đưa 20 ngàn cái lúc có cầm 20 ngàn rưng rưng nước mắt mà không dám nói gì hết à, dạ. dạ cũng đi này kia lúc trước á mà chưa cái ra khỏi cái chùa thì trong chùa cứ suốt cái ngày trong chùa làm tụng kinh bái sám công quả công phu không à dạ. không có làm gì hết á rồi khi mà ra khỏi chùa thì tự bươn sống cái cuộc sống mình có tu rồi mình có cái công quả có cái tiền đồng bạc mình đi yoga
Để kiếm mình sau này cũng gán để cho mấy sư cô, những mà vị mà ta đang ăn học không có mà để bươn chải, nhiều khi ở chùa mới có bệnh có đau á, đi học nhiều khi cũng này kia nó cũng hơi ngại. Yeah. Nếu mấy huynh đệ mấy cô mấy chị cứ ở bình thường, cứ có việc thì cứ đi học, có gì cứ đi bình thường đi. Em cũng hoàn cảnh của em cũng y như mấy chị thôi, em hồi xưa em cũng khổ lắm, thì có là mấy chị em mình cùng nhau chia sống với nhau mà sống mà tu ăn. Yeah. Tu tụng kinh bái sám chứ không có nghĩ cái gì cả riêng ai đâu, của chung thôi. Yeah. Đừng có nghĩ gì đó. Dạ. Dạ, thấy cô cũng nhờ, trong thời gian mà cô xuất gia cũng có nhiều cái khó khăn lắm. Dạ, khó khăn. Yeah. Lắm, ở chùa rất là nhiều chùa. Yeah. Cũng bị nhiều lắm. Yeah. Có lúc lần bị hầm quan nữa, bị hầm quan cái chú biết sao, cái bị hầm quan không nói ai được hết trơn, rồi sợ quá lên nóc nhà ngủ cái tối cái xương nó rơi xuống tiết. Ồ, nó nguy hiểm lạnh lắm con. Dạ. lạnh rồi cái tối cái chui xuống cái chạ cái bồn mà dí mặt cưa mà để chụm mặt cưa đó. Dạ. Chui đó ngủ tối nó xương lạnh, nó cúm người hết trơn. Dạ. Nhiều cái bị mấy cô uốn dữ lắm. À. Như lúc mà còn nhỏ nữa. Dạ. Nói chung là bị rất là nhiều, bị nhiều lắm. Dạ. Dạ, bị rất là nhiều. À, bị nhiều lắm. Dạ. Thì nói mấy cô cứ bình thường đi, sống mình chị em huynh đệ mình sống mình chưa nương nhau. À, chị nào cứ đi học thì đi học, ai ở nhà thì tụng kinh bái sám. Dạ. Dạ. Nhớ không dám khó khăn ai hết nữa. Dạ. Có phước thì mình thì cùng hưởng, có họa thì cùng chia nhau. Dạ. Không nói với con vậy. Thấy bây giờ trước mắt chỉ có một tượng nhỏ nhỏ ở đây. Dạ đúng. Dạ. Rồi, tượng chỉ đó còn... là thỉnh 2 triệu mấy. À, 2 triệu mấy. Ở đây cũng hơi năm mấy. Dạ. Dạ. Nếu mà chánh đặt chánh điện ở tượng ba tượng Tam Thế Phật thì trên đó. Dạ. Mà quanh những cái đặt vừa không con thấy. Dạ được. Dạ được hả con? Dạ, dạ được. Dạ. Xây tới 5 năm mà vẫn còn. Dạ còn nhiều lắm. Dạ còn nhiều, con thấy còn tại nhiều. Tại vì đôi lúc nó bị tai nạn á. Dạ. Tai nạn mấy lần luôn. Dạ. Ừ. Bây giờ đang ngưng lại hả con? Bây giờ chưa. Dạ, có làm được tiếp nữa. Hẳn rồi. Dạ. Thì tự ở dưới đang cẩn gặp. Dạ cẩn gặp. Cẩn ở dưới. Dạ. Dạ. Cái đợt mà vụ đứng bác cái trời chú Thiện ấy, chú quay thì sao cái không đi nữa. À, rồi dạ. Thôi ở nhà lo ở thất coi làm cẩn gạch cẩn này kia, rồi chú nói thôi cô đừng đi đứng bác, để con có kêu gọi cộng đồng cứ giúp đỡ cho cô được cái gì thì cô có. Dạ. Dạ, dạ bên con cũng cũng tạo một cộng đồng để giúp đỡ cô nữa con. Dạ. 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 Thì ngoài những cái mà xây tỉnh thất với lại thỉnh các và bị tượng tượng Phật ở đây, tới đây thì còn những cái khó khăn nào nữa không cô? Thì nó còn cái phần trang trở, cái trang trí với xây dựng. À, xây dựng. Dạ. Cũng như còn không có người để. Dạ, phụ hộ. Không có. À. Thì bởi vì tới đâu thì hay tới đó. Dạ. Thì không dám nói. Dạ. Con cũng Phật tử mà con ở xa lắm, con ở. Dạ. Chỗ Bình Thạnh được. Bình Thạnh. Dạ, chỗ con ở đây. Dạ. Lúc mà cô đi, cô bị người ta, ai cũng nói cô á, cô giả, kêu công an bắt. Thằng kia nó xúc bà về phường bây giờ. Cái ai nói, cô cứ làm gì thêm cô đi. Dạ. Cái ai nói, cái đôi lúc cái chửi cũng làm gì thêm. Đúng rồi, dạ. Cái nói người cái ta không hiểu thì... hoàn cảnh của cô. Dạ. Dạ. Cái lúc đó không biết nói sao. Dạ. Cái lúc đó chú Dũng nó sao cô không minh bạch. Lúc đó mình bạch với chú Thiện thì chú Thiện chỉ nói giả thôi chứ không. Dạ. Cho là thật. Dạ. Thì thôi không minh bạch nữa. Dạ. Chỉ... Dạ thì con thấy cái clip của anh Lê Trần Thiện thì anh cũng xóa cái clip rồi, bây giờ anh cũng đăng những cái hoàn cảnh của cô lên để. Dạ, mọi người cũng biết. Dạ. Nói thôi chú Thiện ơi, chú xóa clip mà nói là sư giả đi. Dạ. Xóa rồi. Dạ xóa rồi. Dạ. Dạ. Clip có cả hàng triệu người xem đó cô, cũng có. Dạ, nhiều, trăm nghìn người. Dạ. Dạ. Cũng có nhiều người lại cũng làm. Dạ. Khó cô đúng không cô? Dạ đúng. Gặp rồi, cô. Khó. Dạ. Người lắm.
có người đi ngang đó, kìa xe là chùa giả kìa, bà này giả nè, à, kêu công an bắt bà đi. Cái có nhiều người, cái chú đó cũng hai mấy tuổi nha, tôi bắt chở bà về phường bây giờ. Còn ông công an á, chị muốn không, tôi lấy xe chị bây giờ, làm đi người lắm. Lúc đó cứ âm thầm mà đi, không dám nói gì hết trơn, cứ bỏ đi không nói gì hết trơn. Rất là nhiều người làm khó khăn lúc đó, cứ âm thầm mà đi, mà nhiều người làm như vậy luôn, mà chỉ chứ không biết nói sao thì cứ âm thầm mà đi không nói gì. Con nghĩ chắc là cái dịp này đó là một cái khó khăn hoàn cảnh để mình muốn là mình vượt qua đó, thì rất là đúng tốt đó con. Dạ, đang thử giống như thử thách mình. Lúc đó không dám nói gì, cứ làm thinh. Cứ làm thinh lại lỡ làm thinh. Con thấy chắc để tới Tết chắc cũng chưa xong, có thể chưa xong, mà cố gắng thì cũng thỉnh mấy vị tượng Phật về chắc cũng thì mấy cô Phật tử có yêu cầu á, thỉnh tượng Phật thì ăn vị Phật trước đi, còn cái Phật phần xây dựng thì từ từ đúng rồi. Dạ. Thì mấy cô có yêu cầu vậy. Từ lúc cô lại chỗ mà các tượng thỉnh về là khoảng bao lâu, tới đây là khoảng năm chưa con? Đúng rồi, 3-4 vị tượng tam thế Phật. Dạ, thầy tưởng chưa đem về, khoảng ít ra là cũng khoảng hơn nửa tháng nữa mới có đem về. Hơn nửa tháng nữa. Thì chú Thiện, chú ở Phật tử ở Bình Dương có gửi tiền. Thì ngày nay có đặt cọc cho cái chỗ tượng á, là lúc đầu là 29 triệu, sau cô đưa thêm 2 triệu mô gửi nữa là 31 triệu 500. Và đưa hồi sáng giờ rồi mới đi về, mới thấy chú điện mới đi lên. Hồi sáng anh Thiện anh điện hả cô? Đúng rồi. Đi vào trong để con xem. Ở đây đang cái chỗ này còn để mình có chuyển đồ á, chuyển đồ từ dưới lên đó con. Chuyển đồ mình kéo lên cho nó dễ, nó tiện lợi lắm, còn là đi đường dưới kia lên rất là khó khăn. Ở đây nếu mà mưa gió nó cũng tạt vô nhiều mưa lắm. Gió nó tạt có vẫn tạt bình thường, cô che chắn kỹ chứ không là té cô nguy hiểm. Còn mấy phòng dưới là dạ, từ dưới lên là tự gắn luôn. Gắn gạch gắn này kia. Thợ chỉ gắn có 3 tấm dưới thôi. Gắn như được 4 tấm. Gắn 4 tấm. Rồi bắt đầu cái người nhà gắn lên. Rồi ở nhà mấy cô tự làm. Tự làm nhiều lắm, lấy công nhà làm không. Không có tay tài chánh thì tự làm. Ở dưới hồi lúc ở nhỏ ở chùa làm dữ lắm, cái gì cũng biết á. Ở đây có hai cái phòng đúng không con? Phòng nữa cũng cho mấy cô ở đó. Cũng xây phòng rồi, bên đây cũng có nhà vệ sinh nữa. Để nữa mà cũng chưa có chưa xong. Chưa xong gì chứ, chỉ mới có lót cái nền thôi. Hai phòng cũng giống vậy thôi. Còn ở dưới mấy phòng dưới thì cũng lót, mà lót chưa có hoàn tất. Lúc mà bị tai nạn giờ là ngưng luôn. Ngưng cái không có tiền, cái ra đứng bác, cái bị chú Thiện chụp luôn. Cô đứng bác vậy, cô đứng lâu không con? Cô đứng lâu không chưa cô? Dạ đứng mới, có khi thì đứng thứ bảy có, khi đứng chủ nhật có, khi thứ bảy chủ nhật, mà khi có ngày chủ nhật có khi suốt luôn mấy tuần không đứng. Không đứng luôn. Bị cú sốc quá nặng sao đứng. Nó đứng đâu có nhiều, rồi cái đứng đâu có mình chuyên chở mua xi măng về dán gạch, dán này dán kia chút đỉnh vậy đó chú. Rồi còn cái nền này nè, hồi lúc bán đất ở dưới quê người ta trả góp, mới vừa đưa cây vàng, rồi mới cẳng gạch từ đây tới đây ra ngoài đó, mới vừa cẳng xong luôn. Với cái thằng đầu cũng mới cẳng luôn. Mới cẳng vừa rồi là cũng người ta đưa cho cây vàng ở dưới quê, dưới Đồng Tháp nó trả, bán đất nó trả góp. Đây là cái nhà bếp. Nhà bếp đây con. Ở đây phòng. Đây là phòng cho mấy cô ở. Mấy cái gạch này tự gắn, tự làm. Mấy cái trước giờ là tự làm, đốt đèn tự làm luôn, gắn luôn. Vệ sinh là đó cũng tự gắn luôn. Tự gắn, tự lót. Còn đốt đèn còn làm có lúc tới 11, 12 giờ khi luôn.
Chỗ đây là chỗ nhà vệ sinh đó con. Đây có nhà vệ sinh, à, đây có phòng. Ở đây, dạ. Ở dưới này có đặt tượng Phật dụng con, ở đây. Dạ không. Dạ không, ở nhà. Dạ. Nếu mà sợ cái tượng Phật nó bự quá, sợ góp ý kiến là góp để dưới cho ông ra để cho ông sợ nặng. Dạ. Tại vì cái tượng lên tới 1.5 mét, cũng như cái bộ dàn đá dàn đồ luôn. Dạ. Mà lúc đầu thì chỉ có 1.1 thôi, mà chú Phật tử nó không được. Dạ. 1.1 là nhỏ lắm, phải tượng bự mới được. Dạ. Chú Phật tử nói vậy đó. Dạ. Rồi chú còn đòi 2 mét luôn. Nói xôi thôi chú ơi, bự lắm chú ơi. Đúng rồi, 2 mét thì đây nó bự lắm. Dạ. Dạ. Thôi nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Mà cái tượng nhỏ không là 35 triệu á. À tượng nhỏ không à? 35 dạ. Mấy con tượng nhỏ được rồi, tượng lớn quá nó nặng quá. Dạ. Dạ. Mà mấy chú nói không được. Tôi đi nhiều chùa lắm rồi, mới đầu thỉnh tượng nhỏ sao cái nhỏ của con không được, tôi phải thỉnh là cái tượng bự được. Dạ. Bây giờ mấy chú nói thôi tượng mắt lớn được rồi. Con à, con lên đây con không có chuẩn bị gì nhiều, con không biết chút xíu con dạ. Khi nào con dạ, con với nhà con có thể lên lần sau lên đó, con có thể giúp đỡ con dạ, nhiều dạ. Dạ. Cảm ơn chú nhiều dạ. Với lại có những ai mà hỗ trợ mạnh thường quân hỗ trợ thì có gì con sẽ gửi cho dạ, con dạ, cảm ơn dạ. Chú. Dạ. Dạ. Dạ con không biết nói gì hơn, cũng chúc chú được giờ giàu sức khỏe dạ. À, được vạn sự như ý dạ. Cũng nhờ chư Phật hộ cho chú được gặp điều ma đưa đến thì giữ chưa đưa đi. Dạ 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 con cảm ơn cô dạ dạ dạ. À, dạ. À, sư cô tên gì con? Dạ cô dạ Huệ. Dạ dạ Diệu Hương dạ. Dạ Diệu Hương dạ dạ. À, cô là chị của cô sư cô thì. Dạ cô chị đúng. Mà tu sao? À tu sao dạ à dạ. Ồ, con thấy còn nhiều ha, còn ở dưới này chưa có sơn, chưa có làm gì ở dưới này. Dạ. Còn nhiều lắm chú. Dạ. Còn mấy cô khả năng cũng cô làm từ từ. Dạ, từ từ. Dạ. Đâu có dám mướn thợ đâu, thợ như tiền đâu. Dạ. Mấy cô làm, tự mấy cô làm. Mướn thì cũng mắc lắm, chỉ có những người mà họ tới họ giúp thì mình làm chứ không có. Có Mạnh Thường Quân ủng hộ thì cô dám mới kêu chứ không dám. Dạ. Mua gặp phế liệu xài. Gặp rẻ tiền không mấy chú ạ? À, có dạ, mấy dạ. Ngàn mét rồi, rồi dạ. Tự mình ngồi kiếm, rồi cắt đồ, rồi tự làm. Rồi dạ. Mấy cơ làm tập cúng dường hơn 100 mét nữa. À, dạ. Mua gặp tồn kho. Dạ. Dạ. À, nếu mà ở đây xây xong thì cô đặt tên là Tịnh Thất như thế nào cô? Đặt. Thì cũng ý thích là cũng cái cô nói là thôi gặp là để phát thành đi. À, pháp thành dạ. Dạ. Để nổi xong rồi xin tôn giáo cũng là đặt cái pháp thành. À, dạ. Dạ. Tại vì mấy giờ tôn đời. Giáo nói thì cứ từ từ đi, rồi mình hãy xin sao. À, mới đầu thì để cho Phật tử đến lễ, rồi từ từ rồi đông rồi cái gì dạ. Mấy chú tôn giáo giúp đỡ cho. Dạ. Dạ. Để con đặt cái địa điểm ở đây trên bản đồ để cho người ta có thể tới dễ để tìm dạ, ra. Dạ, dạ. Dạ. À, chứ con ta chạy từ trên, từ ngoài vô đây thì không biết đường luôn á cô. Dạ, dạ. Dạ. Này, nó là vô công à, nãy cô nói ở quay. Cô nói ở đây là cô nghe. Làm đúng không cô? Dạ. Ở này cô nói, hồi nãy cô nói ở đây. Dạ, là cái cửa là cô tự hàng. À, dạ, dạ. Cửa cô tự hàng. À, dạ. Hàng mỗi ấy. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô nha, có gì dạ, con xin dạ. Dạ. Khi nào dạ. Con tới con có gì báo trước cho cô. Dạ, có gì con gọi, có số cô, có gì con dạ, gọi dạ, cho dạ. Cô. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn cô. Cô cảm ơn. Dạ.
các bạn chạy ở đối diện cổng chợ bên ngoài vào ha, các bạn chạy khu công nghiệp Sông Mây á, các bạn chạy vào thẳng ở đây tới vị trí này, các bạn rẽ bên trái đi nè, sẽ chạy thẳng vào thì các bạn sẽ gặp tầm thất của cô sư cô Huệ Hiếu nha. Các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi về hoàn cảnh của cô Huệ Hiếu. Thì các bạn nào mà có cái đóng góp tới tình huống của cô ấy, thì các bạn có thể để lại comment bên dưới, hoặc các bạn liên hệ vào số điện thoại mình sẽ để bên dưới số điện thoại của mình và số điện thoại của cô Huệ Hiếu nha. Các bạn có thể liên hệ bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh mình nha. Cảm ơn các bạn.